Chuyển động 360 kính chào quý vị. Những tin tức thời sự nóng hổi nhất trong vòng 24 giờ qua sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Theo cáo trạng, vào các ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng quân đội thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn và công an thành phố Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, lợi dụng mạng xã hội Facebook, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm đã thực hiện việc phát tán các video, đăng tải các bài viết, trạng thái, chia sẻ trên tài khoản cá nhân Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Tâm Dương Nội, các nội dung liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm. Những thông tin và nội dung phát tán, chia sẻ này đã xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, thóa mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín danh dự của người khác, gây hoang mang trong nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước, đe dọa phá vỡ sự vững mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây ảnh hưởng đến uy tín và sự hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tòa đã tuyên phạt hai bị cáo Trịnh Bá Phương 10 năm tù và Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Phương 5 năm, quản chế bị cáo Tâm 3 năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù. Hết 11 tháng, 34 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, trong đó 7 nhóm hàng đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ như điện thoại và linh kiện, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép, gỗ, sắt thép. Đó là nhờ các hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số được duy trì, nông sản hàng hóa vẫn được kết nối tiêu thụ ngay trong thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến xúc tiến thương mại xuất khẩu theo phương thức truyền thống, thông qua tổ chức hội chợ triển lãm, không còn nhiều không gian, thay vào đó là sự chuyển dịch sang nền tảng số. Điều này đòi hỏi sự chuyển dịch thích ứng từ cấp quản lý ngành tới địa phương và trực tiếp là các doanh nghiệp xuất khẩu. Năm 2022, các hoạt động xúc tiến thương mại tới đây sẽ chú trọng vào các chương trình trung dài hạn với những mặt hàng xuất khẩu trọng điểm, khai thác lợi thế của các hiệp định thương mại tự do, FTA. Định danh khách hàng bằng phương thức xác thực điện tử eKYC rất phổ biến trong thời gian gần đây. Thế nhưng, theo quy định, phương thức này chỉ được áp dụng để định danh khách hàng trong hoạt động phòng chống rửa tiền và mở tài khoản thanh toán, chưa được áp dụng chung cho các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng. Đây chỉ là một ví dụ trong 6 nhóm vấn đề vướng mắc trong quy định pháp luật về ngân hàng điện tử do Hiệp hội Ngân hàng tổng hợp lại từ đề xuất của chính các ngân hàng. Tốc độ là ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là hệ thống ngân hàng là phải nói là ứng dụng một cách rất nhanh và đi trước một bước. Và thường đi trước một bước ứng dụng công nghệ vào thì có nghĩa là gì? Là nó sẽ vướng mắc liên quan đến vấn đề về chính sách quản lý. Các ý kiến tại tọa đàm cũng cho rằng hành lang pháp lý, chính sách cần tiếp tục được hoàn thiện. Trong đó, điều tiên quyết là đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về định danh cá nhân, đồng thời cho phép chia sẻ, kết nối mở với các ngành dịch vụ như ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm. Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2021 được khởi động bằng chuỗi hội thảo công nghệ và ứng dụng theo ngành. Với sự lan tỏa của 16 làng công nghệ, ban tổ chức đã nhận được hơn 350 hồ sơ đạt tiêu chuẩn từ các đội thi người Việt trên 5 quốc gia được gửi về cuộc thi. Sau 3 tháng triển khai, 10 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng chung kết. Kết quả chung cuộc, đội thi Ultrafa Incorporation đã giành xuất sắc giải quán quân năm nay, vinh dự làm đại diện của Việt Nam đi thi đấu trường quốc tế Startup World Cup 2022. Sự kiện này cũng đã khép lại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 với những dấu ấn trong sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, từng bước hội nhập với quốc tế, khẳng định được vị trí và tinh thần trí tuệ Việt Nam. Đồng thời, lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành địa phương cũng thể hiện sự ủng hộ và mong muốn khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực phát triển của cả đất nước. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam có sự cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tỷ lệ chi cho khoa và công nghệ cũng như đổi mới sáng tạo của khu vực nhà nước cũng như doanh nghiệp còn rất thấp so với nhiều nước trong khu vực. Về phía nhà nước, tỷ lệ chi cho khoa và công nghệ cả khu vực nhà nước và tư nhân chỉ khoảng 0,44% GDP. Đáng lưu ý, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ chi 1,6% doanh thu hàng năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực như Lào 14,5%, Philippines 3,6%, Malaysia 2,6%. Khoảng 80% doanh nghiệp cho biết chưa có hợp tác với đơn vị tổ chức khác để thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo.
Tại hội thảo, các chuyên gia và nhà quản lý nhận định, để cải thiện những vấn đề này, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp hình thành và phát triển các quỹ phát triển khoa và công nghệ tại doanh nghiệp để thúc đẩy mạnh việc đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ, thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa và công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sửa đổi bổ sung quy định về quản lý vận hành quỹ phát triển khoa và công nghệ tại doanh nghiệp theo hướng thông thoáng nhất. Sau hơn 3 tháng tổ chức, ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 148 hồ sơ đến từ 72 doanh nghiệp tham gia với gần 300 giải pháp tiết kiệm năng lượng được triển khai. Kết quả, giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất có 7 thương hiệu được trao cúp người dẫn đầu với 139 sản phẩm được chứng nhận, bao gồm điều hòa tủ lạnh, chiếu sáng, động cơ điện. 17 công trình được lựa chọn trao giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021. 11 doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn trao giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2021. Đặc biệt, 26 cá nhân là các cán bộ quản lý năng lượng tại doanh nghiệp đã được tôn vinh. Các giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2021 được tổ chức nhằm khuyến khích, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, từ đó tạo hiệu ứng về mặt xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Báo cáo từ Bộ Tài chính cho thấy, tỷ lệ giải ngân 11 tháng của cả nước ước đạt 63,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện có 7 bộ và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 70%, nhưng có tới 34 bộ và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Trong đó có 19 bộ và 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Như vậy, tỷ lệ giải ngân 11 tháng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra với rất nhiều lý do. Khó là khó cái giai đoạn đầu của chủ trương đầu tư cho đến dự án đầu tư, thì anh khép thủ tục từ quy hoạch, xong đến những cái thủ tục về đất đai, về này khác các thứ của dự án, như trên cái giai đoạn đấy thường thường mất chuẩn bị đầu tư mất năm. Đầu tiên là dịch bệnh, tôi đối với Đắk Lắk cũng thực hiện nhiều cái lần giãn cách theo chỉ thị 15-16 của thủ tướng Chính phủ, và là các cái khó khăn này, trong các cái nhất là các dự án ODA thì khi mà trong bộ công việc của tổng cục vận ngoài thì nhà tài trợ thì nó bị hạn chế, do đó cái phần mà chuẩn bị đầu tư cũng như các cái hoạt động về đấu thầu thì nó kéo dài. Trong bối cảnh đầu tư tư nhân sụt giảm và những ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh, thì đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế, kết nối và lan tỏa sang các ngành, lĩnh vực khác. Cái kích cầu về đầu tư công chính là kích cầu chính phủ, cho nên là đây luôn luôn là một động lực mà quan trọng. Đấy, năm 2020 chúng ta cũng đã phải thúc đẩy rất mạnh cái này. Và đương nhiên năm 2021 chúng ta cũng phải nhìn thấy đây là một nguồn lực vô cùng quan trọng. Để thúc đẩy giải ngân trong những tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1962 thành lập 6 tổ công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị các giải pháp. Thì tôi cũng rất là hy vọng với cái tác động của 6 cái đoàn đôn đốc này thì cũng sẽ góp phần làm chuyển biến cái kết quả giải ngân vốn đầu tư công của những cái ngày cuối năm 2021 và cái tháng 1 theo niên độ quyết toán của ngân sách nhà nước năm 2022 sẽ đẩy cao hơn nữa cái tốc độ giải ngân. Dù đã đề xuất 5 nhóm giải pháp, nhưng trước tiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn mong muốn các bộ ngành địa phương cần quyết liệt tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn trong triển khai mỗi dự án. Bộ cũng nhấn mạnh, năm 2020, đầu tư công chiếm tới 25% tổng vốn đầu tư của toàn xã hội và là động lực tích cực cho tăng trưởng GDP của cả nước. Nếu đẩy nhanh được tiến độ trong những tháng cuối năm 2021 này, thì chắc chắn đầu tư công sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn của đại dịch và phục hồi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Chuyển động 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.